đó, đó mọi người bên đó các bạn. Up at the pizza oven. And that did that's how... Grant's place, Granta. Yeah. Wow. But I see not many people over there. No, not yet. Why? Because it's just a small party. Ah, only small. So, cái này là đốt lửa. Đó này, cái lều cắm trại nè. I thought Whitey's trailer would be set up here by now. Whoa. What about over there? Yeah, well, that's someone roaring around the paddock. A motorbike or a motor garden? Or a buggy, maybe. Yeah, don't know. Có mấy người ở đây. Pretty small people, honey. Not many big. I don't know why. I think there are many, many people here. But very small. But maybe people have to work today. Bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình trước cửa giữa Reed in Australia. Reed in cuộc sống ở Úc. Well, huh? Thì đây là cái video mà mình đã quay lâu lắm rồi các bạn. Đây là cái lần đầu tiên mà những là mình đi đến Úc, mà đây là lần đầu tiên mà mình đi tới cái nông trại này luôn các bạn ha. Những cái video trước á, các bạn đã xem rồi, là mình đã quay cái nơi này rất là nhiều lần ha. Nhưng mà cái video này thì nó sẽ hơi đặc biệt. Đó là đây là lần đầu tiên mình tới đây ha. Đó, thì cái thời tiết, thời gian lúc này đây là mùa xuân các bạn. Đó, cho nên là cảnh quan nó sẽ rất khác với những cái mùa khác trong năm ha. Gió hơi mạnh nha. Đây cái xe đây. Bữa nay mới được chiêm ngưỡng cái xe nè. We'll go for a walk up the house and see Granta. Yeah, okay. So what you do now? Get a beer. Ah, you had a beer more. Yeah. You need a beer. Those beers won't drink themselves, huh? Wow. Kiến quá thì kiến luôn. Nè, đất ở đây ha, các bạn thấy đa số là cát không à. Nè, cát còn nhiều. Mát ghê không? Can I have a look at Grant's garden? Yeah. Oh, the garden. Radishes. What thing? Beans. Bean. Chives. Yep. Lettuce. Yep. Brussels sprouts. Carrots. Where carrots? Over the back there. Ah, okay, okay. Ah, giờ mấy bạn nghe tiếng xe nó chạy hụ 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 không? Any fly here? Yeah, I didn't bring any. Wow, cái xe chạy kìa. Trời ơi, trời ơi. Oh, what thing about it? Lemon. This? Yeah. Lemon. Lemon. Wow. Cây cam. Oh. Cây chanh. Not orange. No, no. What, wow. It's called bush lemon. Wow, very big. And the flower smells so good. Oh, cái mùi rất là thơm cái này. Cái hoa của nó đó. But how many like it? Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình gặp bạn bè của bạn mình ở đây ha. Đó, tức là những người bạn này thì trước giờ là
Mình chỉ y là chưa có gặp qua đó, là trong cái đợt đi tới đây thì mọi người cùng tới thì mình mới có cơ hội để gặp gỡ và quen biết mọi người ở đây ha. Đó thì đây là một cái nhà, một cái nông trại của một cái người bạn trong trong cái câu lạc bộ Ducati Club ha, câu lạc bộ mô tô ở bên Tây Úc. Cái này giống cái mấy cái máy cày quá ta. Yeah. For flies. Ah. That's good. Oh. You can help me. Can do that. Maybe only small. In the back. Yep. Okay. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Cái này cái gì vậy trời? Cái này giống sen đá quá ta. Thì mọi người sẽ chọn cái nơi này để là một cái diện, là một cái nơi để mà một sân chơi cho những cái thành viên trong câu lạc bộ ha. Tại vì cái đây đây là một cái nơi rất là rộng lớn các bạn, thì cái sức chứa của rất là nhiều người ha, sức chứa nhiều người đó, với lại là những là thiên nhiên đồ rất là yên tĩnh, cho nên là Nhưng đẹp quá. khi mà mọi người có những cái hoạt động gì á là mọi người sẽ thường hay tới đây tổ chức, rồi cũng như là nghỉ ngơi ha, cắm trại đó. Thì đây là một cái nơi dựng là rất là phổ biến để cho cái câu lạc bộ và những cái nhóm bạn có thể đến để tụ họp với nhau ha. Thì đây là mùa xuân các bạn, đây là đó, cho nên là các bạn thấy là hoa rất là nhiều đó, hoa rất là đẹp luôn. Với một điều rất đặc biệt các bạn, cái mùa này khi mà mình tới cái chỗ này các bạn, ruồi rất là nhiều luôn, ngồi ở đâu là ha, nó bay nó tấp vào mặt, nó bu lên mặt, bu lên miệng đồ đó, rất là nhiều luôn đó. Xíu nữa các bạn sẽ thấy là nó sẽ bu lên quần áo này kia ha đó, cho nên là mọi người sẽ có đem theo một cái chai để xịt á, xịt lên người mình á, để nó có cái mùi để cái ruồi nó không có đậu lên đó các And bạn now it's very soon, right? Yeah, Yep. Hey, this is my partner. This is for you. Hi, how are you? Yeah. Hi. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. So her first time at Darren. Oh, really? Yeah. Yep. Yeah, she's Oh, only, wow. this is her first time. Oh, good. But she's met Grunter before. Yeah. Down in Perth, but she's never been up here, so she's come up this Oh, time. well, see? You Yeah. should have come up here before. Yeah. Oh, well, Say, once you've been once, you'll just keep on coming up here. Yeah, Yeah. that's right. The flies are just too atrocious. Those keep going down there, up here. Yeah. What do you reckon, Perth? Hey, Perth. That's an Yeah, issue up here too. Okay, Whitey can choose from all that freshly cleaned cooking gear. Yeah, that is so cool.
Yeah, it's a beauty, isn't it? It's wicked. Yeah. Not working, but oh, it's only for a minute. All right, mate. Down the other end. Yeah, blow up like that one at home. Mm. Yeah, it's pretty dead, but it never gets flat back. Has this got any gas in it or what? It felt like it. Mm. Oh, there you go. Where is wind? Yeah, that's amazing. Anyway, look, mate. Flower. À, ở đây có nhiều loại cây này, loại cây khác nhau. Như ba, bốn ba cũng loại. Nữa. Cây này để BBQ được luôn nè. They grow really easy, so if you this flower too? No, that's just weeds in the garden. Okay. But if you wanted to do that at home in our front garden, you could. Yeah, in the front. So they grow really easy. Sẽ đi tham quan xung quanh cái khu này cho các bạn xem. Đó. Đây ở phía sau nhà nè. But why need to do this? Rồi những And what this tree? Well, this is an Australian bottle brush. Không biết cái này. Can eat or not? No. Flower? Only flower? Yep. Hey! What are you doing? Hi! What are you doing? You see this here is called a bottle brush because To clean bottles, there's a brush that goes in and cleans. So this flower is called a bottle brush. Yeah. And it's an Australian native. They grow everywhere in Australia. Yeah. And you see this one. Yeah. Plum? So this stops the birds getting to the apricots or the plums or whatever they are. The fruit. That's good. Like what we've got, frangipani. At home? Yep. Frangipani. And the winter could roll up again. Yeah. So, the small fruit? What fruit? Well, I don't know. We'll have to ask Grunter. You'll have to ask him what are the fruit trees. He'll take you around, like, you know, this is all his. He's been farming. Look like at home, your yeah, home yeah, house, yeah, right? That's right. So it's either a plum or an apricot. Yep. Or a peach, maybe. But he loves his growing. This is what he's done. So this, yeah. Yeah.
You know, since he was a baby, you know, all of this growing, all of this around here is what he's done. Ah. So he's very good. Yeah. At so how's your first visit to the West? Yeah, it's very different. Like I never like come the place like this, you know. No. Yeah, it looks like nice. Yeah. The people like relaxing, enjoy time, ride motorbike. Yeah. And eating, drink. Yeah. What's this, honey? Well, it's just a type of cactus. Flower too? Yeah, it does. Yep, it does. Nice. Yeah. Nice. Mm. And here, the rosemary. At home, have rosemary. Yep. Because there's probably not a collection point out here. Very ways. Yeah. Can make the BBQ with it. Yeah, yeah. Put it in the, you throw it in the sausages when he starts cooking the sausages. So, do you want to know what fruit trees you've got there, Maze? Fruit trees? Yeah. Right. Almond, okay. This one here is a yellow plum. Yeah. This one here is a deep red plum. Okay. Yep. So this one is a plum. Yeah. That one is a plum. And that one down there is the almond. Almond. The almond nut. Yeah. BBQ for me. That's one. Well, we've got to chop all down because the First Nations, mate, you can't have a cup of cook. So the bottle brush is going wild. And that's what makes it smooth. Yeah. You know, it's not harsh, it's just like sweet and smell the flavour. That's good. Yeah. Yeah, Maisie, I mean, look out there and it looks like it, doesn't it? Have a look at this. This is what the daughter sent. I don't think anyone would know this, but... So it's already south of us. There's a big storm. But look at it. It's a serious one. So this is like the live radar. This is the rain coming through right now. Wiley. So you were very lucky that Grunter offered you a bed in the house. You don't. Yeah. That's cool. So no tent. This is Kalgoorlie. Yeah, man. This is going to go over here. Yeah. So that's how it's fucking all the way. That's how it big one. I was just pleased to ride down here and stay dry. Yeah, I don't give a fuck getting wet tonight or getting wet going home. Yeah, just, but
getting here. So that's your smile. I'm cooking a beat up and I only want my corn sausage. We got French. Kids talking about the brick and frame. I didn't quite catch what he's doing. Anyway, it's fucking he'll be gone up there to pick up the phone. Mọi người đến đây là có những người mà mới tới đây rồi, những người ở đây như là tới đây nhiều lần rồi thì như là người ta nói chuyện là kết thành bạn bè vậy đó, uống bia đồ chung với nhau, ăn uống đồ đó, ăn nhà đó, đứng nói chuyện ha. Còn cái chỗ này là cái chỗ giống như là cái nhà lưu động á. Nhiều mọi người cười. Không hiểu gì hết nhưng mà thấy cũng hơi vui vui. Đó, mọi người cắm trại bên đó nè. Đó là ngoài trời. Hello. Các bạn, đó là một cái món rất là phổ biến ở Australia, ở Úc. Khi mà người ta ăn đó, khi mà đi cắm trại thì cái món ăn rất là phổ biến đó là món xúc xích nướng các bạn, BBQ ha. Tại vì nó rất là nhanh và đơn giản, dễ nấu ha. Đó, chính vậy là mọi người, đây là một cái món ăn rất là phổ biến ở Úc khi mà mọi người đi cắm trại ha. Đó, các bạn thấy rùi nó bay không? Nó bay từ đâu ra? Ở cái nơi nhà bạn mình thì nó sẽ không có rùi nhiều như này các bạn, nhưng mà ở đây là cái nông trại không hiểu từ sao luôn, mình thấy rùi rất là nhiều luôn. I can hear jingling from here. Remember the Dutchie down caravan. Rồi bây giờ thì bạn của bạn mình sẽ chở mình với bạn mình đi xung quanh cái khu này để mà tham quan ha. Thì đây là những cái mấy cái bạn trẻ sẽ đem cái xe mô tô tới để mà chạy xung quanh cái khu vực này ha, chạy vòng vòng chơi đó, giống như tập trải nghiệm vậy đó. Rồi cái phía này là cái vườn rau
của người bạn trồng ha. Đó là căn nhà ha. Cái con đường này là con đường phía sau nhà của căn nhà này. Đó, rồi bây giờ sẽ chạy xung quanh để xem ha. Với bạn mình có chia sẻ là những cái cây các bạn đang thấy là những cái cây xanh này á là bạn của bạn mình, với nói chung là những cái người mà trong cái câu lạc bộ á, người ta sẽ tổ chức trồng cây ở đây các bạn ha. Tại vì đây là sẽ là nơi hiện là mọi người sẽ tập trung tới đây để vui chơi á, cho nên là cần có một cái không gian xanh. Đó, chính vì vậy mà mọi người đã trồng những cái cây này các bạn. Là cái cây này rất là lớn rồi. Là từ khi mà mọi người trồng cái cây này đến cái thời điểm hiện tại là khoảng mười mấy, 20 năm rồi các bạn ha. Tức là mỗi năm sẽ diễn là trồng thêm vô ha. Đó, để mà tạo một cái sân chơi nó trong lành ha. Đó, tại vì cái nơi này các bạn không phải là những cái người diễn là trong cái câu lạc bộ người ta tới đâu các bạn, người ta sẽ dẫn theo người nhà, con cái người ta rồi bạn bè nữa ha. Đó. Rồi đây là những cái bánh xe rồi này kia ha. Đó, người ta cũng sẽ chất xung quanh như thế này để người khi mà chạy xe mô tô á, nó sẽ không bị phá hủy những cái tấm năng lượng mặt trời ha. Đây là cái năng lượng mặt trời để mà bơm nước ở các bạn. Bạn của bạn mình nói á, là ở cái vị trí đó á, là có một cái dựng là cái mạch nước ngầm ở dưới á, cho nên là sẽ để cho đó để bơm nước lên xài ha. Rồi các bạn thấy cái bên tay trái đó là một cái nông trại, đó là người ta đang người ta đã trồng và chuẩn bị thu hoạch đó các bạn ha. Thì để đi qua một cái phía này nữa thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. This is my private airstrip. So this truck is getting ready for the aeroplane to come in tomorrow. Yeah. And do the crop spray. Mm. Really big. Yeah. And that's a wheat crop there. Yeah. That's wheat. They said to you that when you had the farm in front of that, the Japanese and buy the food. And they'd have a look and they'd go, yep, we want your wheat. Very beauty. So the people ride motorbike here, right? The people ride motorbike here around here. They ride the motorbike. Yeah, they have lots of fun. Yeah. And see the track there, huh? See the track? Go around that way. Yeah. That's where the motorbikes go, like the airstrip. Mm. We don't like people to ride on it too much. Yeah. Because they go too fast and hurt themselves. So cool. There's a track all the way.
way around the creek here. Yeah. That the bikes can have a lot of fun. Just take her up on the top of the hill so she can have a good look around. So when we were coming between Goomalling and here, there were some paddocks. Swamp? Swamp. Yeah. What's the go there? A lot of people cut their canola down and then halves it, pick up the thing because it's a lot faster. They can go a lot quicker. But doesn't that mean they spill more of the seed or something? Well, I reckon it does. Dave reckons there's a penalty of half a tonne a hectare to save 2 days. I'd be maximising. Ok, và đây là một cái nông, giống như là nông trường nha các bạn. Nó rất là lớn. Đó, các bạn nhìn rất là xa, phía xa không thấy được cái điểm cuối luôn ha. Đó, các bạn thấy là nó rất là rộng. Đó, thì đây nó dạng là một cái nông trường, là dạng là chủ khác nhau. Nhưng mà mỗi người chủ người ta sẽ sở hữu những cái mảnh đất rất là lớn như thế này các bạn ha. Thì ở đây là cái này là lúa mạch các bạn, lúa mạch ha. Đó là nó đã trổ vàng rồi, thì cái này là khoảng 5-6 tuần sau cái video này thì bắt đầu là người ta sẽ thu hoạch ha. Đó, nhìn rất là tươi tốt ha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ xuống đây để tham quan. Farm, Australian wheat farm tour. Yeah. Like this is Grant's domain, you know. Yeah. He's done this. Look at those. Đây là mình sẽ hái đó. That full no. It's just feel the heavy, just the weight of it. Yeah. Right? Like, nhìn cái hạt nó rất là mập luôn các bạn. Unbelievable. So you want to taste a couple of grains? Yeah. Yeah. And we'll eat that. Yeah, yeah. Well, we'll pop a couple out. And you can. Big fat grains. Yeah, big fat grains. That talk what? Well, this is wheat, and this is what they make the wood. Wheat beer, right? Well, you can make beer, but it's more for making flour. To make noodles, like bun. This is the bun. There's one peel. So you have that, honey. Like pop that in your mouth. So that's what I was saying. It's not real beautiful to like just pick it as it is. You gotta knock the husk off, knock the germ off. You know. Sweet. Yeah. And get to the wheat. Yeah. Remember, where were we? Where the woman took us in and showed us. Yeah. Her making the noodles. Mm. Where was that? Is that big for me, honey? Mm. But where was that place, hun? Where was that restaurant? That woman took me out the back and showed me the noodles. Thì ở bên Úc cũng như là bên châu Âu thì cái lúa mì với lại lúa mạch người ta dạng là người ta sản xuất, người ta trồng ra các bạn. Thì bên đây là dạng là những cái thức ăn từ lúa mì, lúa mạch đó rất là nhiều, rất là phổ biến, như là bánh mì sandwich ha. Đó là những cái thức ăn dạng là chính trong mỗi gia đình luôn các bạn. Đó, bánh mì sandwich. Thì bánh mì sandwich người ta sẽ có thể làm là lúa mạch nè. Rồi người ta sẽ làm trộn thêm nhiều cái bột khác nhau, rồi những cái hạt ngũ cốc khác nhau ha. Cho nên cái bánh mì sandwich ở đây các bạn nó rất là đa dạng, chứ không phải là nó chỉ là màu trắng đơn giản đâu ha. Nó sẽ
trộn rất nhiều cái hạt khác nhau thì nó sẽ có một cái độ diện là cái chất dinh dưỡng khá cao ha. Nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn ở cái bên này ha. Đó thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái hạt lúa mạch. Đó, khi mở ra nó rất là mập. Rồi cái hạt tươi á các bạn, nó mềm với lại rất là ngọt. Rồi các bạn có suy nghĩ là nếu mà một cái nông trường rất là rộng như thế này thì người ta sản xuất được như thế nào, người ta sẽ trồng như thế nào không? Đó, thì những cái video, những cái lần mà mình tới đây á, sau cái video này á, thì mình tới đây là mình có thấy người ta nhận là làm nông á các bạn, là so what do you think, honey? Tell me about the wheat belt. What do you feel about the wheat belt? Love it too much. But the highway. Which house? The highway. Where's your house? Do that again, Maze. Point to where it is. Point to where it is. Alright. Yeah. So that's where we came. We came down that fence line. We cross the creek and we come down here to like the highest point on this part of the farm. I'm gonna take a ride around the whole place. Yeah, man, come on. Yeah. We'll go past the Hibbins place. Alright, let's do it. So we got more to go, hun. Just get on board and go for the ride. Máy cày rất là bự luôn. Nói chung là rất là bự, gấp 4, gấp 5 lần cái máy cày bình thường các bạn ha. Đó, người ta sẽ xới đất, sử dụng cái máy cày rất là lớn để xới đất trong này kia ha. Nói chung là người ta sẽ sử dụng những cái công cụ hỗ trợ rất là nhiều ha. Đó, nó sẽ thay thế cho cái sức lao động của con người. Big ups to the WA wheat farmers, Maze. Oh, they've done well this year, mate. Good on them. You don't get it too often. It's a once in a generation, isn't it? Well, they've had three. Đây là lần đầu road, tiên mate. Mà mình mới thấy được lúa mạch ở bên ngoài như thế này, các bạn. Okay, make needles, bread, flour. À, sau đó thì tranh thủ chụp vài tấm hình ở chỗ này ha. Đó, một khoảng trời rất là rộng lớn, cảnh thì khá là đẹp. Mặt trời, bầu trời thì không có được trong xanh lắm ha, lúc này là giống như là trời âm u á, nhưng mà khá là mát. À, xin lỗi các bạn, không phải là mát các bạn, là lạnh chứ không phải là mát ha. Cái thời tiết ở Úc các bạn, nói chung là mình thấy lạnh nó sẽ chiếm đa số ha. Còn cái cái mùa hè thì rất là nóng. Còn ngoài cái mùa hè thì mình thấy thời tiết nó cơ bản là sẽ là lạnh nhiều. Đó, khi mà mình mới qua các bạn, giống là mình bị sốc thời tiết các bạn. Ở Việt Nam á, vậy là nóng nhiều, mình ở miền phía Nam ha. Cho nên là thời tiết sẽ nóng, nó không có giống như miền Bắc là nó sẽ có lạnh ha. Cho nên là khi mà mình qua đây á, cái thời tiết nó rất là hay lạnh ha. Với lại thời tiết nó không có ổn định, ví dụ bữa nay nóng, rồi ngày mai lạnh. Nói chung là nó sẽ không có ổn định là ví dụ mùa này mùa lạnh, mùa kia là mùa nóng ha. Nó không có ổn định như vậy ha. Cho nên là đó, ví dụ bữa nay lạnh cái bữa sau nóng đó, cho nên là cái nhiệt độ cơ thể của mình nó chưa có quen á, là mình bị sốc, mình là cảm thấy nó hơi khó chịu á ha. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ đi tiếp để xem những cái cảnh vật khác nha. Rồi đi ngang qua chỗ này thấy rất nhiều mà cái thùng chứa như thế này ha. Thì bạn mình xuống xem.
mate, let's get out there and have a look. Đó, những cái bình chứa rất là bự luôn. Cái nào cứ nói nấy nó bự chà bá hết ha. Ừ. À, nói chung cái này là mình cũng không hiểu là cái gì các bạn. Bạn mình nói chuyện với bạn của bạn mình thôi thì mình cũng không có rành tiếng Anh lắm cho nên là những cái từ chuyên môn thì mình sẽ không có hiểu ha. À, nhưng đại loại thì nó giống như là những cái theo mình nghĩ nha, thì nó có thể là những cái thuốc hay là những cái gì đó nó hỗ trợ để mà trong quá trình người ta trồng cây á các bạn. Thuốc, đồ, chất dinh dưỡng đồ này kia. Nước ha. Rồi, đi qua đây để các bạn xem cái này rất khá là thú vị nè. Đó, các bạn có thấy ba cái thùng rất là lớn như này không? Đó. Bạn mình là nói chung là rất là cao các bạn. Mà đứng cạnh ba cái thùng này là thấy nhỏ xíu là các bạn biết được những cái thùng này nó bự đến cỡ nào rồi ha. Thì những cái thùng này các bạn là người ta sẽ đựng những cái hạt giống ha. Đó, tức là sau mỗi vụ mùa người ta sẽ trữ cái hạt giống vào những cái thùng này ha. Thì hạt giống á, giống như là nó sẽ có độ ẩm bao nhiêu là này kia đó, thì người ta sẽ bỏ vô cái thùng này, thì nó sẽ có giữ nhiệt độ, nói chung là điều chỉnh cái nhiệt độ rồi này kia để cho cái hạt mầm nó đạt tiêu chuẩn để mà chuẩn bị cho cái vụ mùa tiếp theo ha. Đó. Lần đầu tiên mình mới thấy. Oh, wow, những cái thùng khá là bự. Rồi các bạn có thể nhìn thấy ở đây là các bạn nhìn thấy đó hạt mầm á, cái đó là một cái tấm kiến nhỏ các bạn, cùng mình có thể thấy hạt mầm ở bên trong thông qua cái tấm kiến đó ha. Như là cái đó để ủ để qua năm sau trồng lại á. Còn các bạn có nghe về những cái công việc như là làm nông trại ở bên Úc không? Thì cái khu này á, là mình thấy là trồng những cái hạt ha. Còn những cái khu khác thì mình chưa có qua, nhưng mà mình chỉ nghe là ví dụ những cái nước khác mà đi qua đây để đi làm mà nông trại các bạn thì sẽ vào những cái khu nông trại và trái cây á, người ta trồng trái cây á, là những có những cái công việc như là hái dâu hái này kia rồi đó. Đó. Còn cái khu này là mình thấy là mình không biết là người ta có mướn người để làm không, nhưng mà mình thấy là đa số là họ sử dụng những cái công cụ máy móc rất là nhiều ha, nó sẽ hỗ trợ sức người ha. Còn những cái dạng là những cái nông sản, những cái trái cây đồ, cây ăn trái đồ đó này kia thì có thể là sử dụng sức người nhiều hơn ha. Nhưng mà mình chưa có điều kiện, chưa có cơ hội để đi tới những cái nông trại là trồng trái cây đồ này kia ha. Nếu mà mình có điều kiện mình sẽ làm video để cho các bạn xem. Còn bây giờ thì là cái khu vực này người ta sẽ trồng lúa mì với lại lúa mạch các bạn ha. Rồi bây giờ là sẽ qua một cái khu vực khác ha. Hồi nãy giờ đó là lúa mì các bạn. Lúa mạch, sorry, là lúa mạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phía này là lúa mì. Thì lúa mì với lại lúa mạch á, mình nhìn
mình nhìn mình cũng không phân biệt được cái nào là lúa mì, cái nào là lúa mạch luôn á. Tại vì nhìn nhìn cơ bản ở bên ngoài nhìn nó khá là giống nhau ha. Đó. Nhưng mà mình thấy nè, mình thấy những cái lúa mì á, cái lúa mì là nó có một cái y như những cái sợi nó mọc lên á, nó cao hơn so với lúa mạch các bạn ha. But mostly this is what they make beer out of. So you see how different it is compared to the wheat. Đây là lúa mì nè các bạn nè. Yeah, righto. Here, look at this. Đó, các bạn thấy cái sợi mà nó mọc lên rất là cao không? Đó. Nó khác với cái hồi nãy ha. Cái nãy là cái này là cái sợi nó sẽ mọc ở trên đầu, trên cái đỉnh của cái cây ha. Còn cái lúa mạch hồi nãy là mình thấy cũng có cái sợi mà nó mọc, nó mọc đều trên cái thân, trên cái những cái hạt ha. Thì cái lúa mì các bạn, khi mình ăn thử cái hạt lúa mì á là mình cảm giác là nó cứng hơn lúa mạch các bạn. Đó, cái hạt nó rất là cứng ha, nó cứng hơn gạo luôn á. Đó. Với lại cái hạt nó sẽ ốm hơn cái lúa mạch một xíu. Thì nói chung là lúa mì với lúa mạch thì người ta sẽ sử dụng cho cái ngành thực phẩm rất là nhiều ở đây các bạn ha. Với lại là dạng là những cái thức uống, những cái bột đồ làm bánh, rồi nói chung là rất nhiều thứ. Và đặc biệt á là người ta làm bia các bạn. Đó, thì khi mà mình đến Úc á, mình thấy wow, rất là nhiều loại bia khác nhau. Và người ở đây á, người dân người ở đây, nhất là nam giới, người ta rất là thích uống bia các bạn. Nhiều khi uống bia nó giống như là uống nước vậy đó ha. Người ta dạng là uống bia giải khát rồi luôn. Nhưng không phải là uống bia dạng là uống cho say, cho không biết gì hết nha. Không phải như vậy các bạn. Ở đây người ta uống bia nó giống như uống giải khát, giống như uống nước. Ví dụ người ta sau khi đi làm về, bắt đầu người ta cảm thấy như khát nước, mệt mỏi á, bắt đầu người ta uống một lon vô, đó, lon thôi. Uống nhâm nhi chứ không phải là uống một cái ực là hết một lon ha. Đó, nhâm nhi vừa uống vừa nói chuyện đồ này kia, đó, kiểu vậy ha. Rồi ở nhà người ta cũng hay uống, chứ không phải là người ta phải đi ra ngoài hay gặp bạn bè người ta mới uống đâu ha. Cho nên là bia người ta sử dụng rất là nhiều ha. Chính vì vậy khi mà mình đi lượm ve chai ở đây, đó là cái tỷ lệ lon bia rất là nhiều, chiếm đa số trong những cái loại khác của cái lon với lại chai tái chế ha. Thì nói về bia các bạn, thì ở đây người ta sẽ dựng là tự sản xuất luôn các bạn ha. Đó. Sản xuất cho nên là mình thấy rất là nhiều loại khác nhau, nó có vị khác nhau. Đắng rồi này kia, rồi nó hơi ngọt ngọt, rồi nói chung là rất là nhiều loại khác nhau, nhiều nhãn hàng khác nhau, nhiều giá cả khác nhau ha, nhiều size khác nhau. Đó, một cái lon bự, lon nhỏ, rồi chai miễn, rồi nói chung là quá trời quá đất luôn. Đó. Rồi thì bia người ta sẽ sản xuất, nó sẽ y như là sẽ làm bằng lúa mạch đó các bạn. Lúa mạch với lại thêm một vài thứ nữa, chứ không phải là lúa mạch không, là người ta sẽ làm thành cái bia ha. Nhưng mà nguyên liệu để làm bia đó là lúa mạch các bạn ha. Cho nên là ở Úc thì người ta gọi là có những cái nông trại, nông trường mà sản xuất như thế này á, cho nên là đây bia rất là chất lượng nha ha. Nhưng mà bia rượu nói chung thì khá là đắt nha, rất là, nói chung là mắc lắm ha, mắc. Rồi thì với ở đây các bạn, mình thấy đa số vẫn là nam giới, người ta có râu, rồi tóc đồ lông mày đồ rất là rậm rạp các bạn, rất là nhiều. Trên người cũng có lông nè, lông ngực, lông tay, nói chung là quá trời quá đất luôn. Thì đó là một điểm khác nhau giữa cái cơ thể, cái tạng người, những cái đó như là lông tóc đồ rất là nhiều. Đó, còn ở Việt Nam mình thì nói chung là thấy nó không có khá là nhiều, không có quá là rậm rạp như ở bên này các bạn.
Thì theo cá nhân mình nghĩ thôi nha, tại vì mình thấy chuyện là bia thì nó sẽ dựng là dưỡng tóc đầu này kia đó. Đó, thì theo cá nhân mình nghĩ thì chắc là người ta uống bia nhiều quá, cho nên là cái tóc đồ, cái râu rồi á, nó sẽ dựng là mọc rất là dài với lại là nhanh, rồi nó rất là rậm rạp các bạn. Đó là một cái điều mà mình dạng là cảm thấy nha, chứ mình không có biết đó, là mình chỉ là cảm nhận theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Đó. Thì nói chung là khi mà vui qua bên đây, các bạn mình thấy rất là nhiều thứ khá là khác biệt so với ở Việt Nam rồi ha. Đó, chung là mở mang tầm mắt ha, rất là nhiều. Yeah, well, that's right. But that wasn't a corporation, though. No, well, not at that stage. But I mean, the whole concept of someone bigger and someone more vertically integrated. Yep. You know, comes in and they can see your place as a bigger profit than you can. Yep. Because, you know, they come in at industrial scale. Yep. They bring the buses in. They bring the whole team in, and they just hit the acreage. Yep. They push every fence out, every shack stuff out, everything out, all their interests. And all of those fucking trees that you planted down your driveway, like those dog cats. Oh, they got bitten for it though, mate. Yeah, I know they did. Yeah. But when we come round the corner there today, me and you, I just pointed to that and I said, you know, you don't understand. I know you don't understand, but these big fat farmers that are buying up everything, they don't care. They just care about profit, mate. Yeah. That had a water there. But there's a salt lake. All that low country is what they call lake country. So it's all salt honey, you can't grow anything down there. You can if you're allowed to grow genetic wheat here, that'll grow on salt. Really? Oh yeah. Not only that, it laps all the water up and gets rid of the salt as well. Yeah. But they won't let them grow. Is that right? There's been proposals given to them about using it? Yeah, but they won't. But they won't, yeah. Really? See where those bulrushes are down there, that green? Yeah. Well, that's where the water just pisses out of the ground, and that's my catchment on this side as well. And it runs into the lake, and then the sun runs all. But years ago, when they used to use all that water, that lake wasn't salty at all. It was fresh water. No. I'll take you down an X road, right in the middle of the bloody three salt lakes. Right in the middle of them is a freshwater lake. Yeah, funny, eh? Yeah. Yeah, there's something about the chemical going in and the disturbance of the soil and what's going on. See this strainer post here? Just here? You take a direct line straight up there to that tree you saw on the other side of the hill. And that's my property. There, this is Dave's, that's mine. And he leases, we pulled the fence out and he leases mine. So, the wheat that's growing there, Grant will get a slice of at harvest time into his bank. So, but they took away the fence that separated the different blocks. Yeah. And now it's just one big paddock so that he can cultivate it and harvest it easy. And Grant just gets a bit of cash every year. Yep. When we first rallied here at Katandra Farms, we came in along those trees up there. Yeah. To Grant's home. Ah. And then you had to ride all the way down along those trees. Through the mud. Yeah. To get to the rally site. Yeah. So that was the first rally that we put on. Out here, and that was so 10 years ago. No, that was 20 years ago. 20 years. Yeah. Wow. So we just had our 20th
celebration, 20th centenary celebration. From the Earth, And here we are at Katandra Farms. Yep. Rồi đây là cái cổng vào cái nơi gọi là rally các bạn. Thì cái nơi mà cắm trại đó. Đây. Thì cái cổng vào thì người ta sẽ thiết kế như thế này ha. Đó, thì có mũi tên rồi có tên thì đó người ta sẽ biết cái lối vào cái nơi cắm trại rồi này kia. Đó. Làm bằng máy cày này kia các bạn. Với lại các bạn ở bên Úc á là người ta vẫn là rất là phát triển về ngành kỹ sư á các bạn ha, chế tạo máy móc đồ này kia đó, cho nên là khi mà qua bên này á mình sẽ thấy rất nhiều thứ là người ta tự chế tạo ra các bạn, nó sẽ sử dụng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày luôn ha. Đó, ví dụ những cái máy móc mà mình mua á thì nó khác, còn cái này vẫn là tự ở nhà chế tạo ra, sáng tạo chế tạo ra để làm ha. Giống như là cái hồi nãy cái cửa vào á đó, người ta làm như là một cái gì đó nhìn nó rất là thú vị đó, mà người ta sẽ tự làm ra như vậy các bạn. Người ta tận dụng những cái đồ cũ rồi này kia đó, đó những cái máy cày cũ này kia đó, bắt đầu người ta chế tạo một cái vài thứ nhìn nó vui vui mắt á. So this when can cut? Rồi lúc này thì có mưa ha. So 2 weeks, 3 weeks, about six weeks, yeah, before it's really dry. What we need to do is when he starts harvesting, Dave doesn't mind taking passengers on it, especially showing off his new $1.5 million class header he's just bought. Oh yeah. The second one he's just bought, mate. Yeah, right. Brand new tech, eh? Brand new. Yeah, we saw just outside 2J as we rolled in, there were three big class headers. Big deep. Green ones? No, the big red ones. Red ones, oh yeah, they were case IAs. Yeah, that's right, the older ones. Yeah, but anyway, the three headers were all there parked up. Yeah. You know, and looked like, yep, they're getting ready for service and whatever. This is my graveyard for dead vehicles. And history. Let's not forget the history, Maze. This is my tire wall for the Berlin Devil's undies. Kept them warm in winter. And that there is going to be a marin pond. Rồi, đây là buổi tối các bạn. Thì đây buổi tối sau khi mà ăn tối này kia. Đó thì bắt đầu là đây là những cái thành viên trong nhóm bạn bè ha. Đó người ta chơi nhạc, đó đem theo những cái dụng cụ chơi nhạc để mà buổi tối đánh nhạc đồ chơi ha. Rồi mọi người sẽ lấy ghế ngồi xung quanh để thưởng thức. Đó thì cái thời tiết bây giờ khá là lạnh các bạn. Luôn luôn mình mặc hả hai ba cái áo lạnh luôn. Đội nón lên đồ. Đó. In the farm. What's the nearest city? What's the nearest city? Hey. Thì không khí khá là vui các bạn, khá là ấm áp gần gũi ha.
Thì mình thấy cái nhạc ở bên Úc các bạn cũng rất là khác ha. Nhạc Việt Nam khác, nhạc Mỹ khác. Nói chung là mỗi vùng, mỗi đất nước sẽ có một cái nền văn hóa khác nhau ha. Thì âm nhạc cũng vậy luôn. Đó.
guarantee to you. Với lại các bạn, ở đây sẽ có vài các bạn trẻ ha. Các bạn, mấy bạn này dạng là tuổi teen á. Đó, thì ở bên đây các bạn, những các bạn này khi mà đến trường đi học á, là người ta sẽ có dạy luôn, dạy đàn, hát này kia các bạn ha. Đó, cho nên là tuy các bạn này cũng dạng là còn nhỏ tuổi, nhưng mà các bạn có thể chơi được những cái nhạc cụ như này ha. Với lại hôm trước mình có đi cái trung tâm mua sắm á, thì có thấy một cái nhóm thuộc một cái trường, những người trường trung học vậy đó, thì mấy các bạn đó sẽ đứng một cái khu trong một cái trung tâm thương mại ha. Thì các bạn đó chơi đàn piano với lại hát opera gì đó đó. Rồi các bạn này là dạng là tổ chức cái hoạt động như vậy để mà xin tiền của mọi người á, để làm một cái quỹ, để làm cái gì đó, nói chung là cái quỹ chắc là hỗ trợ cái gì đó, mình cũng không có rành nữa ha. Nhưng mà mình thấy ở bên trong ha, là người ta có ghi cái trường luôn ha, tên trường, mấy các bạn đó là đại diện cho cái trường đó ha. Đó, các bạn đó dạng là cái kỹ năng, nói chung là rất là dạng chứ không có rụt rè gì hết ha. Rồi ok, và bây giờ thì mời các bạn thưởng thức cái âm nhạc ha. Yeah, drive right to the water.